Hôm nay Nhung làm món thịt thăn nấu với bí ngô, và Nhung đã nấu hết 1/3 quả đây, 1/3 quả, còn lại 2/3 quả thì để bữa chiều. Đó. Nhung nấu từng bữa một thôi chứ Nhung không nấu cả ngày. Đấy. Để bản thân, để cho mình ăn và cho cả cả bé, bà mẹ, bốn đứa con kia ăn nữa. Bây giờ nó cũng nhừ nhừ rồi thì bây giờ Nhung sẽ để lửa nhỏ thôi để cho nó âm ỉ, để cho nó nhừ. Thịt thăn không ngon. Hôm nay Nhung mua chỗ thịt thăn là 32.000, cả mình cả sữa cả vani ăn, còn Hữu Hìn thì không hao, không chịu ăn sáng đâu. Tôi cho Nhung luộc ngô, hy vọng rằng lát nữa Hữu Hìn cũng ăn, hoặc là Hữu Hìn là uống sáng nó chỉ uống sữa thôi. Chứ đấy, Hữu Hìn còn có tên là say sữa mà, chỉ nghiện sữa thôi. Sáng ra uống một cốc sữa A2 của Úc, thế là xong bữa sáng đối với Hữu Hìn. Còn mình thì sẽ ăn cái này, bởi vì tối qua Hữu Hìn cũng buồn và là vợ dạo này sức khỏe yếu quá. Xuống quá thì mình cũng không muốn để Hữu Hìn phải lo lắng nhiều. Hôm nay mình sẽ phải cải thiện luôn, đi chợ và làm các món ăn để mình còn muốn ăn đấy. Dạo này Nhung rơi vào một cái trạng thái đó là không muốn ăn các bác ạ. Bí ngô đây, Nhung sợ nấu thử một ít thôi, sợ là sữa nó không ăn. Nước này, lát uống này. Sữa ơi, mà đi ăn sau nhá. Sữa đi đâu đấy? Hả?